Nào, chúng ta sẽ cùng nhau tạo một thước phim thật hay và đẹp nào. Tôi di chuyển về biểu tượng thước phim ở đây. Và xóa ngay đi những thước phim không cần thiết, nhấp nút chuột trái 2 lần. Và tiếp tục bên này cũng vậy, tôi xóa hết. Sau khi xóa xong, tôi trở về thước đầu tiên. Và đương nhiên, tôi không chèn hình vào, cũng không chèn các đoạn phim khác. Tôi chọn Record để tạo phim từ file Lumion ra. Chúng ta cùng nhau nhấn chuột phải xoay. Và cùng nhau dùng các phím điều hướng khung nhìn để chúng ta chỉnh. Các bạn xoay và giữ Shift di chuyển nhanh hơn. Hãy tạo cho mình một góc thật đẹp và chúng ta sẽ cùng nhau kết xuất. Ví dụ như tôi chọn góc này. Ở video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hai hiệu ứng, đó là Volume Glow và hiệu ứng tạo gió cho cây. Bây giờ tôi chụp tấm thứ nhất, chụp tấm thứ hai và chụp tấm thứ ba. Tôi đồng ý và chúng ta đã cùng nhau tạo được một đoạn phim nhỏ rồi. Tôi check vào đây. Các bạn có thấy đường này của chúng ta đang bị không thẳng và nghiêng, trông không đẹp lắm. Tôi vào phần Effect, qua phần Camera, add cho hiệu ứng Two Point Perfecti. Và chúng ta cùng nhau kéo cái này thẳng lên, thì lập tức đường này sẽ thẳng với chiều đứng của màn hình. Tôi kéo lên. Trông thẳng hơn đúng không các bạn? Tôi có thể kéo xuống để các bạn thấy. Rất dễ dàng phải không nào? Chúng ta sẽ gắn ngay cho đối tượng này một dạng mây thể tích nào. Tôi bấm vào đây, chuyển qua phần Weather và bấm vào Volume Close. Những thông số này tôi đã hướng dẫn các bạn ở phần 2D kết xuất rồi. Tôi sẽ tăng chiều cao lên, làm mềm mây hơn. Và chúng ta có thể kéo mềm hết cỡ. Mây có sáng hay không? Và đổi kiểu loại mây. Ví dụ tôi chọn loại này. Lần trước tôi đã hướng dẫn các bạn những thông số này rồi. Còn bây giờ có thông số mới chỉ ứng dụng cho video, chính là Spell, là cấp độ chuyển động của mây. Tôi kéo cao lên và bấm play cho các bạn xem thử mây có chuyển động đúng không nào. Và tôi có thể tăng phần ẩm màu lên để tạo một chuyển động cho mây, rất đơn giản. Bây giờ tôi stop tạm thời và kéo đối tượng này về ban đầu. Hiệu ứng thứ hai tôi muốn giới thiệu, chúng ta sử dụng hiệu ứng gió. Các bạn bấm vào đây. Sau khi bấm vào thì điều thật đơn giản, tôi bấm play và tăng thông số này, cây sẽ rung rinh nhiều hơn. Các bạn có thấy cây có chuyển động đúng không nào? Nếu như muốn chuyển động mạnh, tăng cao hết cỡ. Nếu như chuyển động ít hơn, tôi có thể giảm đi. Đương nhiên, chúng ta nên sử dụng chuyển động vừa phải mà thôi. Amount của mây này tôi giảm đi ít thôi. Và chiều cao tăng lên, độ mềm tăng lên và chạy vừa phải. Tôi stop lại. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuất một video với hai hiệu ứng ngắn này nào. Tôi bấm vào phần Save Movie ở đây. Các bạn nhớ chọn 1:4. Các thông số tôi để auto và bấm vào Start Export. Tôi qua bài số 7 và tạo một thư mục mới. Và chúng ta nhấn Save. Các bạn cùng tôi chờ trong giây lát thì chúng ta có thể xem đoạn video mà chúng ta vừa thực hiện.